Rồi, xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 30 tây tháng 5 anh em. Rồi buổi tối hôm nay em lên cho anh em là khoảng mười mấy lô anh em, mười mấy lô máy cắt cỏ ha. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp e, đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành ha. Đây đầu bò trắng kẹp đầy đủ anh em. Rồi máy chưa dọn nổ anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp một số điện thoại của em ha, là 0946626585 anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên là hai con Nativo. Rồi hai cây Nativo này là một cây là 23, một cây 26 anh em. Hai cây là 1,2 triệu ha, 600.000 cây. Hai cây Nativo anh em, lô số 1. Rồi hai con này thì còn cực kỳ mới anh em. Dây giật rồi còn trắng tinh nè. Rồi, hai con này 1,2 triệu. Nativo ta lái dài luôn anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi tiếp theo con số 2. Con số 2 là con Sindewa anh em. Sindewa là Sindewa S25 ha, bình xăng trên. Rồi con số 2 là 850.000 anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi số 2 anh em 850.000 bình xăng trên. Sindewa S25 bình xăng trên. Rồi số 2 850.000. Số 3 là hai con Echo anh em. Echo này là Echo bình xăng trên ha. Rồi một cây là 251, cây 253 anh em. Một cây là 253, một cây là 251. Rồi Echo 251, 253 bình xăng trên. Hai cây 1,6 triệu, 800.000 cây anh em, 800.000 cây. Tay lái của nó là tay lái dài. Tay lái dài luôn anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi hai con Echo anh em. Lô số 3. Hai cây 1,6 triệu, 800.000 cây. Lô số 4 là hai con Komatsu anh em G2KC. Rồi nồng 32 ly anh em, Komatsu G2KC. Lô này 2 cây 1,4 triệu, 700.000 một cây anh em. Lô số 4. Rồi tay lái của nó là một dài và một tròn anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 4 anh em, 2 cây 1,4 triệu, 700.000 một cây. Komatsu G2KC. Rồi lô số 5 anh em. Lô số 5 này là con Gobin NB262 ha. Con này thì nó hơi xấu anh em. Bán cho anh em là 700.000 anh em. Số 5 700.000. NB262 nồng 34 ly. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn cho anh em luôn ha. Rồi hơi lửa ngon lành nha anh em. Gobin NB262 700.000 con số 5. Rồi tiếp theo là lô số 6. Lô số 6 là lô Magu anh em. Magu này là Magu 23cc ha, màu đỏ anh em. Magu 23 màu đỏ. Rồi lô này thì tay lái là có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài anh em. Magu 23 màu đỏ. Rồi đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Lô số 6 anh em, 6 cây là 5,4 triệu, 900.000 cây. Magu 23 tum gời anh em, Magu 23 tum gời ha, màu đỏ. Lô này 6 cây 5,4 triệu, 900.000 cây anh em. Rồi lô số 7. Lô số 7 là lô Gobin anh em. Gobin này là Gobin NB231, 232. Rồi Gobin này là Gobin vàng hết nha anh em. Gobin vàng ha. Rồi nồng của nó là nồng 33 ly anh em, nồng 33 ly. Mấy cái dòng này thì nó xài chế là chế ga ngang anh em, chế ga ngang luôn ha. Rồi NB231, 232 anh em. Tay lái của lô này thì em thấy là rồi lô này em thấy có hai tay tròn anh em, hai tay tròn ha, còn lại là tay lái dài. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Bao cho anh em đầy đủ đầu bò trắng kẹp dao anh em. Rồi Gobin màu vàng. Nồng 33 ly anh em. Chế là chế ga ngang quanh gồ ha. Lô số 7 anh em, 9 cây 5,850, 650.000 một cây anh em, 650.000 cây ha. Lô số 7. Rồi tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là con Gobin anh em. Số 8 là con Gobin NB04 ha, con này nồng 40 ly anh em, con này màu vàng chanh ha, con màu vàng chanh bao đẹp luôn. Rồi NB04 anh em nồng 40 ly. Rồi con số 8 này là 1,3 triệu anh em, 1,3 triệu, bình xăng trên. Tay lái của là tay lái dài anh em. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha, đầy đủ anh em. Số 8 NB04 1,3 triệu. Rồi lô số 9 là hai con Magu. Magu này là Magu 20 anh em. Magu 20 màu hồng ha. Rồi hai cây 1,6 triệu, 800.000 cây. Tay lái của là tay lái dài nha anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ cho anh em luôn. Rồi lô số 9 nha anh em. 2 cây 1,6 triệu, 800.000 cây.
Magu 20 màu hồng. Lô số 9, 2 cây 1,6 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 10. Lô số 10 là lô này 3 con Magu tôm gời nha anh em. 3 con Magu tôm gời ha. Rồi lô này thì hai cái tay lái dài và một cái tay lái tròn nha anh em. Tay lái tròn thì nó có ga bóp ha. Rồi Magu 23 tôm gời nha anh em. Rồi đầu bò chính kịp dao thì đầy đủ hết cho anh em luôn. Rồi lô này Magu 23 tôm gời. Rồi lô này lô số 10 nha anh em. 3 cây 3 triệu ha, 1 triệu 1 cây. Lô số 10. Tiếp theo là lô số 11. Lô số 11 là Tanaka chữ A. Tanaka chữ A nha anh em. Rồi lô này quá đẹp, quá VIP luôn nha anh em, cực kỳ đẹp. Tanaka chữ A. Đây Tanaka chữ A ha. Rồi liên lạc đồ hết nha anh em. Lô này thì tay lái của tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chính kẹp dao thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ đầu bò chính kẹp dao. Lô số 11 này là 6 cây 3 triệu 3, 550 ngàn một cây nha anh em. 550 ngàn cây Tanaka chữ A. Tanaka chữ A nha anh em, lô số 11, 6 cây 3 triệu 3. Lô số 12 là 2 con Magu. Magu này là Magu 20 tôm gời nha anh em, Magu 20 tôm gời ha. Rồi, Magu 20 đầu vuông tôm gời, tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao đầy đủ anh em, đầy đủ ha. Lô số 12. 2 cây 1,6 triệu, 800 ngàn cây. 800 ngàn cây anh em, lô số 12. Rồi tiếp theo là lô số 13. Lô số 13 là lô này là lô Magu 23 màu xanh nha anh em. Rồi Magu 23 màu xanh. Lô này thì tay lái bao tay lái dài hết luôn nha anh em, Magu 23 màu xanh. Rồi lô này 950 ngàn cây, 5 cây là 4,750 triệu, lô số 13. Magu 23 màu xanh. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết cho anh em luôn. Lô số 13, 5 cây 4,750 triệu, 950 ngàn cây anh em. Magu 23 màu xanh tôm gời. Rồi tiếp theo là lô số 14 nha anh em. Lô số 14 là Robin hộp ha. Rồi lô này thì xả hàng giá rẻ nha anh em, 550 ngàn cây, 6 cây 3,3 triệu nha anh em. Robin hộp lô này 3 con đồng 34, 3 con đồng 32 nha anh em. Rồi tay lái thì bao tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chính kẹp dao đầy đủ anh em. Lô này 550 ngàn cây, 6 cây là 3,3 triệu, Robin hộp nha anh em. 550 ngàn cây, lô số 14. Lô số 15 là Magu 23 gời màu xanh nha anh em, màu xanh. Lô này số 15, 4 cây 3,6 triệu, 900 ngàn cây. 900 ngàn cây anh em, Magu 23 màu xanh. Rồi tay lái của nó là 2 dài và 2 tròn. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 15, 4 cây 3,6 triệu, 900 ngàn cây. Lô số 15. Lô số 16 là Tanaka bình Tanaka chữ A nha anh em. Lô này thì 3 cây 1,650 triệu, 550 ngàn cây. Tanaka chữ A. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Lô số 16, 3 cây 1,650 triệu, 550 ngàn cây anh em. Lô số 16. 550 ngàn cây. Rồi lô này thì 550 ngàn cây anh em, Tanaka chữ A. Magu 23 900 ngàn. Robin hộp nha anh em, 550 ngàn ha. Magu 23 màu xanh. Lô này 950 ngàn cây. Rồi cuối cùng là lô số 17 anh em. Lô số 17 là Magu 20 màu vua, đầu vua nha anh em, màu vàng ha. Lô này bao đẹp cho anh em luôn, cực kỳ đẹp nha anh em. Rồi lô này thì 800 ngàn cây ha, 6 cây là 4,8 triệu anh em. Lô này quá đẹp, quá VIP. Magu 20 màu vàng. Tay lái thì bao cho anh em tay lái dài luôn ha, tem mát đầy đủ. Đầu bò chấn kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 17, 6 cây 4,8 triệu, 800 ngàn cây anh em, 800 ngàn cây, lô số 17. Rồi lô này bao đẹp anh em. Rồi 800 ngàn cây ha, hơi lửa ngon lành, lô số 17. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.